Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do đồng chí Đại tá Phạm Văn Đông, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra huấn luyện tại Trung đoàn 6 và Tiểu đoàn Tăng Thiện Giả 3. Tham gia đoàn có Đại tá Hoàng Văn Nhân, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu đã kiểm tra buổi chào cờ của Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6, kiểm tra lễ tiết tác phong của cán bộ chiến sĩ, đồng thời tiến hành kiểm tra các mặt công tác quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, giáo án, bài giảng, kế hoạch, phương pháp huấn luyện và nhận thức các nội dung của cán bộ chiến sĩ, kiểm tra xây dựng chính quy, hoạt động phòng Hồ Chí Minh, cảnh quan môi trường, tăng gia sản xuất. Qua kiểm tra, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu đánh giá cao các đơn vị đã chấp hành nghiêm túc, chuẩn bị chú đáo mọi mặt theo kế hoạch kiểm tra. Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu Phạm Văn Đông yêu cầu các đơn vị quán triệt sâu kỹ nghị quyết, chỉ thị và mệnh lệnh cấp trên về huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ chiến sĩ, nhất là chiến sĩ mới nhập ngũ, tổ chức huấn luyện chặt chẽ theo phương châm cơ bản, thiết thực, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, thi đua, bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, chăm lo tốt sức khỏe cho bộ đội, xây dựng kế hoạch đẩy mạnh hoạt động văn hóa tinh thần, tạo sân chơi cho bộ đội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.